Wow! Ui, anh sẽ làm một chiếc bánh đẹp nhất. Tất nhiên, cho gái yêu quý của bà. Dễ dàng, mình là chuyên nghiệp mà. Điều chính là một chiếc bánh không có kem thì là bánh gì chứ? Ôi, bánh của bà sẽ rất là cao. Và tất nhiên là rất ngon rồi. Để Margot yêu quý của bà sẽ trang trí nó như một chiếc thêm cả sô-cô-la Kit Kat nữa. Hóa ra là trông rất là tốt đấy. Bây giờ bà sẽ thêm một ít sô-cô-la ở trên. Bà chắc chắn rằng Margot sẽ rất thích nó. Bà ơi, bây giờ cháu sẽ cho bà xem một chiếc bánh trông như thế nào. Cắt lập đôi. Đặt bánh một nửa lên trên cái khác. Cắt bỏ phần giữa. Và lật nó lại thôi. Kem màu sẽ làm nó trông giống cầu vồng. Bây giờ mình sẽ bôi kem ở khắp mọi nơi. Sau đó mình sẽ làm nó bằng một chút. Và sẽ làm những cái đám mây thật là bông. Thêm cả mắt đáng yêu và cái miệng nữa. Đây là một kiệt tác thực sự. Của các bạn không có cơ hội đâu. Ôi, không quan trọng là bánh phải đẹp. Quan trọng là bánh phải thật là ngon. Cái gì? Trời ạ, cái này không giống chiếc bánh luôn. Ôi, mình đã chưa xong đâu. Bây giờ chiếc bánh của mình sẽ cũng làm rất là đẹp đây. Mình sẽ đổ cái này lên. Đổ như thế này. Cho thêm cả lấp lánh nữa. Bởi vì các bạn gái rất thích những thế này mà. Và cái đẹp nhất, bây giờ phải nhấc nó lên thật là cẩn thận. Wow, trông thật là tuyệt vời. Bánh của mình chắc chắn sẽ thắng. Wow, nó sáng tạo thật đấy. Sáng tạo, nhưng mà không phải là đối thủ của mình. Wow, chiếc bánh thật là đẹp, tuyệt vời quá. Mình sẽ thử nó đầu tiên nhé. Ngon quá. Nào, bây giờ thử bánh của bà nữa nhé. Kẹo yêu thích nhất của mình với sô-cô-la. Ôi, bánh này kỳ lạ gì đấy. Thử nhé. Không, vì không ổn đâu. Cái bánh này thắng. Mình đã nói mình sẽ thắng mà. Lần này em muốn một cốc sô-cô-la nóng với kẹo dẻo. Ok em gái. Ok, dễ nhân bánh. Nào, sao chúng ta lại ngồi vậy? Cần phải bắt đầu nấu thôi. Bí quyết để có sô-cô-la nóng ngon là thêm loại sô-cô-la yêu thích nhất của Margot. Mình sẽ trộn thật là kỹ vào nhá. Và bây giờ thì rót ra cái cốc mà cháu gái đã tặng cho mình. Hãy nhìn xem đẹp chưa. Thôi, chỉ là cái cốc thôi mà. Cháu không hiểu gì cả. Bây giờ sẽ thử xem như thế nào. Rất là ngon. Muốn thử không? Không muốn thì thôi vậy. Ok. Sô-cô-la nóng thực sự nên được uống từ những chiếc ly như thế này, không phải từ cái cốc như thế kia. Đổ sô-cô-la ra đây. Bây giờ đánh kem lên. Và làm một chiếc mũ bông thật là đáng yêu. Và trang trí bằng kẹo dẻo. Đấy, hãy nhìn vào hỏi đi. Ê, đừng có động vào. Ôi, thế mình làm gì bây giờ nhỉ? À, đúng rồi. Có một đống kem hộp bên này. Cái này ngon lắm. Đấy, mình sẽ làm một mũ lớn với nhiều kẹo dẻo. Và thêm cả kẹo M&M nữa nhá. Và thêm cả Oreo và cả siro sô-cô-la nữa. Ừ, cái này nữa, Pocky. Đấy, như này chắc chắn sẽ rất ngon đây. Oh wow, mình sẽ thử cái này trước đầu tiên nhá. Ôi, nhiều kẹo dẻo và kem quá. Wow, ngon thế. Oh, còn đây là cái này mình đã tặng cho bà. Nó rất là tuyệt vời. Nhưng mà sô-cô-la cũng bình thường thôi. Còn với ly này, mình cần một cái ống hút. Ngon quá. Cần phải suy nghĩ một chút. Lần này Andy đã thắng nhá. Oh no. Khi còn trẻ, bà rất giỏi tung hứng đấy. Lần này mọi người phải nấu bim bim nhá. Ok, được thôi. Nào, chúng ta hãy xem ai chúng ta chuyên nghiệp hơn nhá. Ơi, cháu trai. Cái này phải làm gì đấy bà? Rất đơn giản, nhìn này. Chúng ta lấy khoai tây, gọt vỏ như thế này này. Sau đó chúng ta cắt nó ra.
mở lò lên, sau đó cho dầu vào, sau đó cho cả khoai tây vào nhá. Đấy, thế là xong, không có gì là khó khăn cả. À, cháu hiểu rồi, cẩn thận đấy. Bây giờ mình sẽ làm bạn thật là nhanh. Mình sẽ cho thêm thật nhiều dầu. Không có thời gian để chờ đợi, mình sẽ bật lò thật là nóng. Mình sẽ cần cái nắp này để bảo vệ. Thôi được rồi, cho tất cả mọi thứ vào. Ôi, xin lỗi nha bà. Ôi, cháu cẩn thận đi. Đến lúc phải quay những cái bim bim của bà rồi. Ừ, rất là tuyệt vời. Mọi người làm trông thật là bình thường. Còn đây mới là bim bim tuyệt vời đây này. Mình sẽ lấy cái này nhá. Cắt nó ra thật là gọn gàng. Sau đó cho dầu vào. Bà ơi, bà không thể nào mà làm được như mình làm đâu. Làm nóng dầu lên. Sau đó bây giờ sẽ dán cái này lên cho nó thật giòn. Đấy, nachos ngon tuyệt vời đã sẵn sàng. Bây giờ chỉ cần cho thêm phô mai tuyệt vời nữa. Mình sẽ đun chảy phô mai và đổ nước sốt lên. Trang trí một ít với cả chanh. Và mọi thứ đã hoàn thành. Ôi, chắc là nói như vậy không ổn đâu. Ôi, trời ơi. Ôi, suýt thì quên mất. Ôi, mong là Margot thích ăn giòn. Ôi, bà không như vậy đâu. Mình biết làm vậy gì rồi. Đúng rồi, bộ phô mai sẽ giúp mình. Mình sẽ cho thêm vào và lắc mọi thứ lên thật đều. Nào. Hình như không ổn lắm. Thôi được rồi, mình sẽ mong Margot sẽ thích nó. Ôi, bây giờ chỉ cần rắc thêm một ít muối lên và sẽ rất là ngon đây. Xuất sắc rồi. Ăn đi em gái. Ê, than này là than gì đây? Thôi được rồi, mình sẽ thử một miếng. Eo ơi, thật là kinh tởm. Không, cái này không ăn được đâu. Còn những thứ ngon miệng này là tuyệt vời là gì đây? Ngon thật đấy. Còn đây chắc chắn là bim bim đúng không? Thôi được rồi, mình sẽ thử cắn một miếng. Không, vị lạ lắm. Bim bim của bà vẫn rất là tốt nhất. Ôi, bà đã nói rồi mà. Ồ, nước sốt bà sẽ cần. Hãy xem ai nấu mì spaghetti ngon nhất nhá. Ôi, không vấn đề. Tất nhiên rồi cháu yêu. Mong là mình biết nấu mì spaghetti. Thôi được rồi, mình sẽ làm như thế này vậy. Tại sao chúng không được nhở? Nào. Ôi, phải làm gì bây giờ? Có lẽ mình thử đập bằng cái này thì sao? Nào, vào đi. Trời ạ, spaghetti ngu ngốc. Bây giờ mình sẽ cho bạn biết. Ôi, cháu ơi, cháu đang làm gì vậy? Đầu tiên cần phải bật bếp lên chứ. Cháu thấy chưa? Và sau đó cho mì vào nước nóng. Như thế này này, hiểu chưa? À, hiểu rồi. Ừ, các bạn chắc chắn không có cơ hội đâu. Mì thật được chuẩn bị bởi chính mình. Chúng ta sẽ lấy bột mì, đổ nó ra cái khay, tạo ra một cái lỗ ở giữa và sau đó cho trứng vào. Nhẹ nhàng nhào bột. Mình sẽ cho một ít thuốc nhuộm đen để có được một hỗn hợp thật là khác thường. Sau đó, nhanh chóng phủ bột bằng màn bọc thực phẩm. Mình sẽ cho cái này vào, bọc vào và cho thời xem thời gian nhé. Tuyệt lắm. Bây giờ thì là hoàn hảo rồi. Mình sẽ lăn nó ra, cắt nó ra và chúng ta có mì ý thực sự đây này. Bây giờ mình sẽ luộc nó lên và lôi nó ra. Bây giờ thì hãy lôi cái này ra nhá. Bạch tuộc rất là tuyệt vời. Cần phải dàn nó vào và cho nó lên trên. Sẵn sàng. Ôi, thật là đáng sợ. Tại sao lại nhiều sốt cà chua thế này? Sốt cà chua không bao giờ có quá nhiều. Ôi, đây là cái gì vậy? Andy, cháu lại đang làm gì vậy? Bây giờ những cái spaghetti này không muốn ra. Thôi được rồi, mình vẫn sẽ lấy nó ra thôi. Mình sẽ thử bằng cái này nhá. Chắc là cái này phải không như thế này chứ. Ôi, tại sao lại nấu khó thế nhở? Nếu mà mình thay nó bằng mì tôm thì sao?
Ừ, cái này chắc chắn mình có thể làm được. Mình sẽ đổ hết tất cả mọi thứ vào và cho nước vào và đợi một chút. Mì tôm, trời ạ, thật là tệ hại. Đây, thế là xong rồi, mì đã sẵn sàng. Ôi, đây là bạch tuộc sao, nghiêm túc sao? Trông thật là ghê tởm, làm nào để ăn nó? Eo ơi, trời ạ, nó như cao su vậy, không thể nào mà cắn được. Eo ơi, không ăn đâu, kinh tởm. Ôi, mì spaghetti với cả nước sốt, tuyệt vời quá, ăn thử thôi nào. Rất là ngon. Mì vừa trong hộp sao? Hay thật đấy. Trông rất là ổn đấy. Nhưng mà ôi rất rất cay. Trời ơi, miệng mình đang bốc hỏa. Ôi, rất là tuyệt. Giống như con rồng vậy. Andy sẽ thắng nhá. Cái gì? Anh thắng sao? Hay quá. Chuẩn bị cho mình món này thạch trong chai. Ok, sẽ được thực hiện. Ôi, lần đầu tiên bà thấy món này. Ok, bây giờ thì hãy xem mình có món gì nhá. Coca, đây là những gì mình cần. Hãy nhìn xem mình muốn làm nào này. Đầu tiên, mình phải uống nó đã. Và nếu mà uống nó như thế này thì sao? Thì rất là ngon. Tuyệt. Ôi, ôi, ôi. Ôi, đừng, đừng, đừng. Kêu. Ôi, hình như là thấy tệ quá. Eo ơi, thật đáng sợ. Xin lỗi nhá, em cũng không mong đợi điều này. Thôi được rồi, đến lúc phải cho Skittles vào trong rồi. Chắc là em bé sẽ rất là thích đây. Ồ, và ở đây còn có cả siro cây phong này. Bây giờ mình sẽ cho vào đây nhá, càng ngọt thì càng tốt mà. Nào, bây giờ thì đóng nắp vào và lắc lên. Đó, được rồi. Ôi, trời ạ, cái này dính vào rồi. Làm gì bây giờ? Trời ạ, cứu với. Ôi, thêm một tí nữa thôi. Mọi thứ đều ổn chứ cháu gái? Vâng. Ôi, trời ạ, cái này nó dính vào móng tay mình rồi. À, bây giờ thì á, cái này có thể mở ra được rồi. Không sao, bây giờ thì á, mình chỉ cần đông lạnh nó thêm một chút nữa thôi. Nào xem nào, ổn rồi đấy. Bà ơi, bà ngủ rồi sao? Dậy đi, bây giờ bà hãy nhìn xem cháu nghĩ ra hay chưa. Ôi, bà nghĩ nhá, cái món của bà sẽ còn ngon hơn. Đầu tiên là cháu gái bà đang đến đây. Bà sẽ cho cái này vào trong nước đá. Chỉ là cái này thôi sao? Trời ạ. Ôi, để xem các cháu có thể làm gì nhá. Mình sẽ lấy coca, giống như mọi người đã yêu cầu. Đầu bếp có thể làm thủ thuật mà. Mình sẽ đổ coca vào chảo. Và mình sẽ cho thêm gấu kiều dẻo vào nhá. Và để làm thạch, mình sẽ cần gelatin. Nhưng mà mình luôn có trong tầm tay món này. Bây giờ chỉ còn lại để trộn vào và đổ lại vào trong chai thôi. Đấy. Đấy, như này thì sẽ tiện lợi hơn rất là nhiều. Ôi, gần như sẵn sàng rồi. Bây giờ chỉ cần đổ vào đây, trông ngon miệng chưa này. Bây giờ thì có thể đông đá nó vào rồi. Đây là phát minh mới nhất của mình, siêu đóng băng. Chờ một chút, và thạch đã sẵn sàng rồi. Đó, tuyệt vời, rất đẹp đúng không? Oh wow, hoàn hồ sếp. Ôi, rất là dễ dàng, nhưng cảm ơn. Bây giờ thì em bé sẽ rất là thích thôi. Đừng có quên của mọi người nhé. Ôi, cảm ơn đã nhớ. Ôi, nó cũng sẵn sàng rồi. Nhưng mà nó lạnh thật đấy. Trời ơi. Ôi, bây giờ bà sẽ thở một chút nhé. Ôi, thế là được rồi. May quá, bà đã ổn. Và bây giờ thì cháu gái có thể ăn thạch rồi. Wow, tuyệt vời quá. Mình không biết bắt đầu từ đâu luôn. Ôi, chắc là mình sẽ thử món này đầu tiên nhé. Ôi, một con gấu rất đáng yêu. Wow, cái này từ mật ong sao? Chắc là vừa ngọt vừa ngon. Ồ, rất là tuyệt vời đấy chứ. Ừ, ok. Wow, trời ạ, coca yêu thích của mình. Để xem có gì bên trong nhá. Ôi, bây giờ mình sẽ thử thôi. Ôi, cái này ấn khó quá. Nhưng mà trông rất là ngon. Nào. Wow, rất là tuyệt vời. Mình rất thích món này. Rất ngon. Cảm ơn nhá đầu bếp. Còn cái gì nữa nhở? Nào, bây giờ thạch này nữa.
Ồ, trời ạ, bên trong còn có kẹo này. Wow, ngon thật đấy. Nào, bây giờ thì mình sẽ thử nhá. Tuyệt vời quá. Đây là món thạch ngon nhất mà mình hôm nay ăn rồi. Và chắc chắn là chị gái sẽ thắng. Ồ, wow, tuyệt vời quá, cảm ơn em gái. Món tiếp theo sẽ là bánh quế nhá. Sự lựa chọn tuyệt vời. Cái gì? À, bà hiểu rồi. Mình không biết làm chúng, nhưng mà thôi được rồi. Để làm bột bánh, tất cả những gì cần làm là bột mì, trứng và bơ. Còn bây giờ thì bà sẽ cho thêm đường vào. Ôi, cái đánh trứng của bà đâu rồi? Bây giờ thì bà sẽ làm một cái món rất là ngon. Bà sẽ đánh rất là nhanh. Ồ, wow, bà nhanh tay thật đấy. Ừ, đúng rồi, bà làm được như thế. Ôi, cái bà già đó. Trời ạ, không dễ dàng hơn nếu để đánh một cái mới máy trộn sao? Tốt hơn là tiết kiệm sức và có thể thể hiện trí tưởng tượng. Bây giờ, mình nghĩ là em gái sẽ rất là thích đây. Và mình sẽ nấu những bánh quế nhiều màu. Bây giờ cái này đỏ, cái kia vàng, xanh và xanh lá cây. Ôi, không có cơ hội đâu. Để rồi chúng ta cùng xem. Ôi, tại sao lại phải căng thẳng như vậy chứ? Mình có thể Nutella và chiến thắng sẽ thuộc về mình. Bà và đầu bếp không hiểu gì cả đâu. Đấy, bây giờ sô-cô-la đều mọi người đều thích hết. Trong khi đó mình sẽ nấu cái món này trước nhá. Wow, nóng quá. Trời ạ. Ôi, mình muốn tự ăn. Không thể nào mà chịu được. Nào, để ăn thử nhá. Wow, thật là tuyệt vời. Món này rất rất là ngon luôn. Nham nham. Ôi, thế còn em gái thì sao? Ôi, không sao. Bây giờ chị sẽ làm thêm mà. Ôi, hãy để ý nhớ không tự ăn nốt. Nào, bây giờ thì bà đang làm rồi. Thơm quá. Ôi, chắc chắn bà sẽ thắng rồi. Ôi, cái gì nữa? Bánh quế của mình còn đẹp hơn rất là nhiều. Bạn thích cái món này không? Ôi, cháu không thắng được bà đâu. Không bao giờ. Ôi, trời ạ. Ôi, trời ạ. Nhưng cái món này ngon quá. Trời ạ, mình không thể nào mà dừng lại được. Cháu đang làm gì đấy? Ôi, chúng ta có thử thách mà. Thôi không sao, bà đừng làm thế. Cháu có thể làm thêm, thấy không? Ôi, trời ạ, bột đâu? Hết rồi sao? Ôi, tại sao lại như vậy chứ? Mình phải làm gì bây giờ? À, mình nghĩ ra rồi. Mình chẳng còn một cái gói này ở đây. À, đúng rồi, là nó. Bây giờ mình chỉ cần đổ sôi nó nữa thôi. Và đợi nó một chút. Và mình sẽ sẵn sàng. Còn bây giờ thì cái món này sẽ làm nốt. Đấy, cho vào trong như thế này. Và nướng nó lên. Còn bây giờ thì mình sẽ ăn nốt mì còn lại. Nó rất ngon mà. Trời ạ, ăn bao nhiêu mới đủ chứ? Ôi, bánh của mình đã xong rồi. Quá tuyệt vời. Bây giờ thì nó sẽ thành một cầu vồng. Và còn cái mây này, mình sẽ làm bằng kem. Và tất nhiên là rắc thêm một chút nữa. Cái này sẽ rất là tuyệt vời đây. Ôi, làm rất là đẹp đấy chứ. Nhưng mà bà cũng có cái kiểu của bà. Bánh với cả kem. Đấy, chắc chắn là cháu gái của bà sẽ rất là thích luôn. Đẹp quá. Và rất là ngon. Đấy, còn rất là tốt cho sức khỏe. Ồ, không biết là bà làm tốt rồi đấy. Mình nên cố gắng đúng không? Đấy, thế là mình đã làm cái này rồi. Bây giờ mình sẽ rắc thêm bột phô mai vào nữa. Đấy, không có quá nhiều phô mai. Ôi, hình như là hơi quá rồi. Hạt chưa. Ôi, vào mũi rồi. Ngứa quá. Mọi thứ đều ổn chứ. Ôi, cần phải cẩn thận hơn chứ cháu. Ôi, không sao. Nhưng mà bây giờ thì tay của mình có thể liếm được. Món này ngon quá. Ôi, mọi người có muốn thử không? Không, cảm ơn. Thôi được rồi, mình đã sẵn sàng. Ồ, cái này trông thật là khác thường. Mình chưa bao giờ thử. Nó sẽ giòn đúng không? Ừ, giòn. Nhưng mà không ngon chút nào cả. Không, không, mình không ăn đâu. Cái gì? Trời ạ. Ôi, trời ạ.
Waffle với cả cầu vồng, tuyệt vời quá, thử nào. Ồ, không tệ chút nào, mình rất là thích đi chứ. Ồ, tuyệt lắm. Còn đây là gì? Waffle với cả kem sao? Một sự hoàn hảo thật là tuyệt vời, lại còn có cả dâu tây nữa chứ. Ôi trời ạ, à, bây giờ đã chảy hết cả nước miếng rồi. Đẹp quá. Vâng, đúng rồi, món này thực sự rất là ngon. Mình muốn ăn tất cả mọi thứ luôn. Bà ơi, bà thắng rồi. Xin chúc mừng bà. Ồ, ăn hồ. Khoai tây chiên, xuất sắc. Vậy thì bà sẽ nấu món ngon khoai nhất đầu tiên là cần phải đổ dầu vào trong chảo. Bây giờ thì cần cất khoai tây chiên ra và chiên chúng một cách đúng. Bà ơi, cái này không giống khoai tây chiên lắm đâu. Ừ. Thôi cũng được, vậy thì cháu sẽ thắng vòng này. Nào, đầu tiên mình sẽ gọt vỏ khoai tây. Ôi, hình như là mình dùng dao không ổn lắm. Mình cần cái bình thường. Đấy, bây giờ thì ổn rồi. Trời ạ, à, như này cần phải cắt khoai tây chiên. Một, hai và mọi thứ đã sẵn sàng. Và không ai dán ở trên chảo đâu, bởi vì là bây giờ có máy riêng rồi. Cho cái này vào trong này nhá. Và chiên ở trong dầu. Hãy nhìn xem nó màu vàng tuyệt vời chưa? Tuyệt vời quá. Ê, khoai tây của mình đâu rồi? Trời ạ, à, mình làm sạch tất cả rồi sao? Ôi, làm gì bây giờ? Đừng lo lắng cháu yêu. Trời ạ, à, khoai tây gì mà không có nước sốt chứ? Ketchup là không dành cho mình. Mình là đầu bếp mà. Và tất cả những đầu bếp tuyệt vời nhất tự làm nước sốt. Đấy, bây giờ thì hoàn hảo rồi. Khoai tây chiên hoàn hảo. Mọi người đã khoai chưa khoai tây hết rồi. Mình chỉ còn với da thôi, phải làm gì bây giờ? À, mình biết rồi, tại sao cần phải bận tâm khi có thể đặt giao hàng tới tận nơi chứ nhở? Đấy, khoai tây chiên đây rồi. Khoai tây tự làm. Khoai tây chiên từ đầu bếp. Oh, wow, bao nhiêu món ngon. Ngoại trừ cái này. Cái khoai tây này trông ngon thế. Thử nào. Ôi, sao nó cay thế này. Ôi, mình không muốn ăn đâu. Chúng ta phải làm gì đây? Cái này ngon thế. Mình rất yêu khoai tây này. Hano, mình thắng rồi. Nào, chúng ta sẽ nấu cái gì đây giờ? Tớ muốn ăn quả trứng. Dễ dàng thôi. Mọi món có thể chuẩn bị với tình yêu. Vậy nên là món trứng tráng của bà có hình trái tim. Cần phải chiên xúc xích lên, sau đó đập trứng vào trong. Đấy, trông thật là tuyệt vời. Lửa càng lớn thì nấu càng nhanh phải không? Bật nó tới 3. Còn bây giờ thì là... Ôi, trời ạ, cái vỏ nó rơi vào rồi. Chắc là không nhìn thấy đâu nhở. Như này sẽ ngon hơn mà. Nhưng mà mình vẫn nhìn thấy vỏ. Cần phải nghĩ ra cái gì đó. Chắc là phải trộn nó lên. Ôi, cháu gái ơi, có cái gì đó không ổn. Vậy thì cháu sẽ tiếp sữa vào. Bây giờ không thể thực sự nhìn thấy cái gì đâu. Hãy nhìn vào hỏi nhá. Đây là cách đầu bếp thực sự nấu ăn. Chúng ta không cần chảo, chúng ta cần máy nướng bánh mì. Mình sẽ thái nhỏ hành và tỏi. Sau đó, cả bơ nữa. Trộn tất cả mọi thứ lại với nhau. Tuyệt lắm. Bây giờ sẽ trộn tất cả bằng máy xay sinh tố nhé. Ôi, trông nó khối lượng rất là tuyệt vời. Cần phết nó lên trên bánh mì nướng. Như này này. Bây giờ thì thời gian trứng rồi. Một cái là đủ rồi. Chỉ cần đập nó vào cái bát. Và đặt bát vào trong nồi nước sôi. Đấy, một quả trứng tuyệt vời. Mình đã làm được rồi. Bây giờ chỉ cần bỏ nó ra thôi. Ôi, trông thật là tuyệt vời.
một vài nét cuối cùng nhá. Như này này, hồi đấy ý tưởng thật là tuyệt vời. Wow, thực sự rất là đẹp đấy. Mình cũng cần bày món ăn ra. Sốt cà chua và mù thạt sẽ làm cho nó tốt hơn. Ôi, cháu gái cháu có túc không? Xong rồi, sẵn sàng. Hãy xem, hãy xem. Nhìn nó không ổn lắm đâu. Wow, trái tim. Bà ơi, món trứng rán này nhất định là của bà rồi. Ôi, mình không cần dĩa đâu. Mình muốn lấy nó bằng tay. Ngon quá đi mất. Còn đây chúng ta có gì? Chồng cũng hay đấy. Thử nào. Có cái gì đó lạ lạ. Chắc chắn là bà sẽ thắng rồi. Ôi, cháu trai, bà rất là vui. Lần này chúng ta sẽ nấu món gì đấy? Pizza. Pizza? Họ khó thế nhở? Phải nấu nó như thế nào bây giờ? Có lẽ cần phải nhào bột ra đúng không? Cũng được đấy. Hoặc là không. Eo ơi, sao nó dính thế này? Ôi trời ơi, bà có ý tưởng này. Hãy lấy bột của bà đi cháu yêu. Cảm ơn bà, nhưng mà còn bà thì sao? Chính xác, không vấn đề. Bà sẽ nhào bột mới. Tất cả cần làm là trộn một vài thành phần với nhau và đổ bột hoàn thành vào trong cái cháo thật là mỏng. Sẽ được một cái đế tuyệt vời cho pizza. Sau đó đổ nước sốt lên trên và cho rau sốt tốt cho sức khỏe lên. Y phô mai. Đấy, bây giờ chỉ cần chờ đợi thôi. Ai lại làm pizza như thế chứ? Trời ạ, phải làm bột ngô đặc biệt chứ. Nhưng chỉ có những người trong nghề mới biết điều này thôi. Bây giờ cần phải nhào bột. Và bây giờ cần phải hình thành cơ sở. Để làm điều này, hay làm bột bay nhá. Như này này. Oh wow, mình cũng muốn như vậy. Nào bay đi. Oops, trời ạ, rơi hết rồi. Ôi, bây giờ nó bẩn hết rồi. Trời ạ, phải làm gì bây giờ? Mình biết rồi, ngụy trang một chút không sao đâu nhỉ. Một ít nước sốt cà chua, một ít ô liu, ớt ngọt và cả xúc xích nữa. Và cuộn mọi thứ lại đúng không? Tất nhiên là cần phải nhấn nó xuống rồi. Ôi, thật là một cơn ác mộng. Tớ ước là tớ không nhìn thấy đâu. Trông thật là đáng sợ. Bột cà chua, pepperoni và phô mai, không có gì thêm cả. Bây giờ sẽ đặt bánh pizza vào trong lò vi sóng để nó nướng nhá. Sẽ trở nên cực kỳ ngon luôn đấy. Lò vi sóng? Không, một máy nướng sẽ đủ. Tớ sẽ nhét nó vào. Hóa ra không như mình mong đợi. Con của mình thì làm rất là tốt. Tuy nhiên, không có gì có thể khác được. Đây pizza của mình đây. Đây là bánh pizza của bà. Còn đây là kiệt tác của tớ. Nào, hãy thử nhớ. Hình như ai đó muốn đầu độc mình hay sao ấy. Thật là kinh tởm. Còn cái này trông có vẻ tốt hơn rồi đấy. Mình sẽ thử nào. Ừ, vị cũng được đấy. Wow, chiếc bánh pizza này thật là hoàn hảo. Và nó rất là ngon nhất. Ai có thể thắng nếu không phải là mình chứ? Nào, tớ muốn ăn pancake. Tớ là một bậc thầy bánh pancake. Dễ dàng, bà sẽ đốt mạnh vào. Xuất sắc, bây giờ cần phải đổ bột ra. Ôi, điều quan trọng nhất là phải lật lại kịp thời. Cháu không hiểu tại sao cần phải làm bánh kép nhỏ như vậy khi có thể làm một cái lớn. Ngoài ra, bánh pancake bình thường rất là nhàm chán, nhưng với kẹo thì quá là tuyệt vời. Ôi, kẹo tan hết cả ra rồi. Ồ, trời ạ, ai có thể nghĩ ra được chứ? Thôi được rồi, mình sẽ lấy thêm một cái pancake nữa. Lần này, mình sẽ làm với M&M. Và thêm một cái nữa, với những cái rắc nhiều màu. Còn bà thì sẽ đổ siro lên trên bánh pancake. Họ giỏi đấy. Thôi được rồi, mình không được tụt lại phía sau. Mình biết rồi. Nếu thêm Nutella vào bột thì bột sẽ biến thành sô-cô-la. Điều chính là phải trộn đều. Và ở đằng giữa, mình sẽ cho thêm một miếng sô-cô-la. Tuyệt vời, xuất sắc.
quả mọng để trang trí bánh pancake. Và đổ thêm siro dâu tây lên trên nữa. Nó sẽ rất là tuyệt vời. Trông thật là tuyệt vời. Hoàn hảo, sẵn sàng. Bà đã làm với tình yêu. Bánh ngon nhất thế giới. Ôi, em sẽ thích cái của chị nhất. Đây là những gì chúng ta sẽ tìm hiểu. Eo ơi, không ăn được. Để còn bánh bên kết của bà. Ồ, ngon thế. Nào nào, của đầu bếp thì sao? Tuyệt quá. Nhưng mà bà vẫn là thắng. Hoàn hồn.